Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lợi Nguyên. Clip mới ngày hôm nay thì em cũng có một số tác phẩm lên để báo giá và giới thiệu với bà con mình nha. Thì hôm nay cũng có bộ bàn đôn chống chắc rất là đẹp nha bà con, và bò mà cổ cẩm lai nữa nha. Đó, cũng như là đồ gốm tàu, gốm xưa, đồ đồng các loại để giao lưu với bà con mình qua số điện thoại em 0772 8272 78. Cửa hàng chúng em thì nằm ở tuyến quốc lộ 91 của quận Long Biên, thành phố Cần Thơ nha. Thì bên em thì rất là nhiều loại sản phẩm, tủ, bàn, ghế, giường, sạp, lông sàn, bà con mình đến trực tiếp cửa hàng để xem và tham khảo nhiều loại mặt hàng đa dạng và phong phú nha, để bà con mình tha hồ lựa chọn. Thì hôm nay em xin giới thiệu với bà con mình đầu tiên mã số 1W, một cái bộ bàn đôn chống chắc 7 món gồm 6 cái đôn và một cái bàn lớn nha. Cái bộ này là bằng gỗ chắc Việt mình 100%, đã được làm bóng sạch sẽ hết trơn, là mình về xài sử dụng thôi. Và đặc biệt cái bộ này là người ta thẳng là những cái vật phẩm là rất là giá trị lên nha. Đó, nhìn rất đẹp luôn, nó giống như một bức tranh họa tiết luôn. Đó, bàn thì em đo cái chiều cao cho bà con của mình với cái chiều cao là 70, đường kính mặt bàn như thế này là nó 93 của bì nha. Đó, bà con mình xem khá là đẹp nha. Đó, gỗ này là gỗ chắc nha bà con, quăng gỗ một mạc tự nhiên. Cẳng này là cẳng thân cây gỗ xưa nè, những cái màu vàng hơn gỗ xưa. Còn cái này là ngà với xương nha, và kết hợp với là những cái mà con ốc bảy màu Singapore nhìn rất là đẹp. Đó, bà con mình xem, tích là bát điểu chầu vàng nha, tùng hạt trường sưng. Đó, những cây tùng nè và những con hạt nha, nhìn khá là đẹp. Đó, cẳng những cái vật phẩm quý giá lên cái bàn này, bộ bàn này luôn á. Đó, nhìn rất là hồn, không chê được đồ đâu luôn. Đó, và được có cái hàng này người ta đã làm phun bóng hết rồi, làm sạch sẽ nha. Đà mà gỗ nó thì còn mộc mạc nữa, giờ bà con mình xem. Để bà con mình xem kỹ cái mặt gỗ của nó nha, con gỗ của nó. Dèm bàn thì sâu lên là 13 nha. Chân bàn mỗi chân chiều ngang là 10 phân phủ bì. Nó chạm đục chút tre, nó nhìn rất là lực nha bà con. Nó cứng cáp không, chạm đục là tứ diện luôn á. Này mình nhìn bên ngoài á, mình nhìn rất là đẹp. Đó, cái này thì lâu lâu mới sưu tầm về được một hai bộ thôi. Khách thì nói chung thì cũng rất là ưa chuộng về sản phẩm này. Ở những người khách mà người ta đã từng mà sưu tầm nhá, đã giao lưu những cái bộ này về, họ rất là khen nha. Khi mà mình được nhìn ở bên ngoài mình thấy cái độ đẹp của nó. Đôn có chiều cao em đo 40, mặt đôn đường kính là 30 nha. Ở mỗi cái đôn của nó khoảng 7-8 kg đó nha. Gỗ chắc thì nó được tính nó là bằng kg giá trị nha bà con, từ ký mỗi kg đó nha. Nên bà con mình xem và tham khảo giúp em. Hàng thì lành lặn liền lạc, rất là dày. Đó, rất là cứng và chắc chắn đó. Đây, chạm đục bà con mình xem nha, khá là đẹp luôn. Trên mặt thì cẳng là những cái nụ hoa hồng. Đó, nụ hoa hồng nha. Đó, khá là cứng cáp. Cái bộ bàn đôn chống chắc này 7 món, em giao luôn giá là 45 triệu cho bà con. Rất là đẹp nha. Tiền nào thì của đó nha. Gỗ thì dày dặn chắc chắn luôn đó nha. Đó, đã được làm sạch sẽ sáng bóng luôn. Đó, 45 triệu bao ship cho bà con mình trên mọi miền tổ quốc. Bà con mình gần khu vực miền Tây á, thì em có thể bớt tí lọc cho bà con của mình. Và đến với mã số 2, em có là một hai cái ghế dắt mà con mình xem chạm đục nè. Ở trên này cái dắt đó giống như là một cái cổng thành, nhìn rất là đẹp. Ở bên này thì dưới này thì chạm đục tích người hoa văn. Ở hàng này là hàng gỗ cẩm lai xưa nha bà con, bao chỉnh hàng xưa nha. Đó, với cái chiều cao mỗi cái ghế này thì em đo nó lên tới là 114 nha, 114. Chiều ngang cái phần lưng này là lên tới 72. Chiều ngang hai cái tay này em phủ bì luôn là 64. Sâu ra của ghế như thế này là nó 43 nha. Chiều cao từ mặt đất lên vị trí mình ngồi là nó 48. Đó, thành ghế sau lưng thì chỗ dày nhất của nó là 3,5 phân. Khá là đẹp. Hàng này là hàng liền lạc nha. Cái này mỗi chi tiết của nó thì đổn tay liền khối này, chứ không có đắp giá đắp ghép. Đó, bà con mình xem nè, những cái biểu tượng này chạm đục nói chung rất là xưa cổ nha bà con. Và nó lại là gỗ cẩm lai luôn nha, nguyên con gỗ cẩm. Đó, hàng già đồ sâu tuổi nha. Nó còn đóng bụi bặm thôi, nhưng mà hàng làm tích nguyên dạng hết. Chân thì đều chạm đục tứ diện hết, đầu lăng chân móng, mỗi chân chiều ngang thế này là 6 phân. Rất là dày nha bà con. Cái này mình kết hợp với như mình ngồi mà hai người á. Đó, mình kết hợp với đôn á, mình ngồi uống nước trà hai người. Đó, thì nhìn rất là đẹp. Đó, hai cái ghế nha, hai cái ghế gỗ cẩm lai xưa, mấy cái hàng này tuổi đời rất là già lâu năm. Con mình xem cái dắt sau lưng của nó nè, liền lạc lành lặn luôn. Kết hợp với mặt đá, cả mặt đá đó nha. Đó, gỗ rất là dày. Bao chỉnh cho bà con mình là hàng cẩm Việt xưa, nó khá là đẹp. Hai cái ghế này về mình kết hợp hai người ngồi uống nước trà nha, tùy hỷ bà con của mình kết nối kết hợp thêm nha. Em giao lưu một cặp này với bà con mình có giá là 16 triệu. Đó, bà con mình xem nha, ngồi rất là thoải mái luôn. Hai cái ghế 16 triệu thôi nha bà con. Bao phí ship cho bà con mình là trên mọi miền tổ quốc luôn nha. Và mã số 3 thì em có một cái chiếc bàn gời.
Đây một cái chiếc bàn này cũng là gỗ cẩm lai nguyên con luôn, hàng chuẩn xưa. Bà con mình tùy thủy có nhu cầu sưu tầm nguyên cái bàn hay cái ghế hoặc là cái bàn lẻ không em vẫn giao lưu hết nha. Đó, mình kết hợp vào thì tùy bà con mình thôi. Cái bàn nhìn rất là đẹp, chạm đục nè, vân mắt trật tứ diện hết trơn nha. Đó, chiều cao cái bàn là em đo nó lên tới là 76, ngang cổ bàn là 50, tổng chiều dài cho cái bàn này lên tới là 109 nha, 109. Đó, nhìn rất là đẹp, gỗ cẩm luôn nha bà con. Hàng em bao chuẩn xưa tuổi đời nó không dưới 60-70 năm trở lên. Đó, hàng này em bao về kiểm tra, bao test hàng cho bà con mình. Mình về mình làm mình vài đồ, mình trưng đồ vẫn được nha. Dạng mình làm như một cái bàn trưng bày, kệ trưng bày đồ á thì rất là đẹp. Và đặc biệt nó là gỗ, nó gọi gỗ quý hiếm đó nha. Đó, gỗ quý giá nữa bà con mình xem. Chiếc bàn này thì có giá 12 triệu nha bà con, gỗ cẩm nguyên con nha. Em bao thầy thợ về test và kiểm tra nha, đúng gỗ cẩm bà con mình nhận không đúng hoàn về yên tâm. Đó. Mã tiếp theo là số 4. Số 4 này thì em có một cái bàn trà quế gỗ gõ. Cái này thì gỗ gõ nha, được cẩn ốc hoành tranh Singapore và kết hợp với mặt đá giang mây. Cái bàn này nó dày và nó nặng lắm. Đó, nó cực cộm lắm nha, khá là nặng, dìm bàn nè. Nói chung là chở lên muốn không nổi luôn. Đó bà con mình xem, một người khiêng là không nổi luôn đó nha. Chiều cao cái bàn này là em đo 25. Tổng cái chiều dài của cái bàn này á là nó lên tới là 108. Ngang của bàn á thì nó lên tới 55 nha. Mỗi chân thì có chiều dài ngang là dày nhất 10 phân. Ở cản ốc tứ diện luôn, từ mặt trên và bốn phía. Đá này đá cũ, đá xưa thấu quang nha bà con. Đó, đá vàng, nó nhảm màu vàng rất là đẹp nha. Đó, mình về mình có thể để những bộ ấm trà, cây trà đồ mình ngồi uống nước trà nha. Khá là đẹp. Lành lặn liền lạc. Dìm này nó dày lắm, dìm này em đổ nó dày khoảng 3 phân rưỡi nè, mấy cái dìm chân 4 góc rồi nè. Đó, đây khá là nặng, nói chung rất là nặng. Bà con mình có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại Zalo, em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm nha. Cẳng ốc tứ diện, đó, nhìn như thế cái bên ngoài nó dày dặn chắc chắn kịch cộm lắm nha. Đó, bàn trà quế này em giao lưu giá 13 triệu bao ship cho bà con mình toàn quốc. Đó, 13 triệu nha, bao kiểm tra hàng. Và mã tiếp theo hôm nay là số 5, một cặp thống tàu nha, vẽ tích lo sông Long Trà Quẹt, hàng vẽ tay nha bà con. Bốn cái góc nó có đắp bơm đắp, người ta đắp được bốn cái mặt phù là hổ phù, nhìn rất là đẹp nha, nhìn nó rất là xưa cổ điển luôn nha. Đó, và hàng vẽ tay đắp tay, và hàng vẽ tay này là 100% là bà con mình xem cái đường nước mực của nó. Chiều cao của em đo 42, miệng đường kính là 45 nha. Đó, bà con mình xem hàng tàu, hàng này nói chung thì cũng vài chục năm thôi, ở tầm 40-50 năm thôi nha. Nhưng mà được cái nó cũng lành tích hết, nguyên vẹn hết, không nứt mẻ hay tóc gió gì hết nè. Đó, bà con mình xem vẽ gọng nhìn rất là đẹp, sông Long Trầu Nguyệt nha. Đó, không thay được bộ đâu, lành lặn và liền lạc hết nha. Đó, không nứt mẻ. Đó, một cặp luôn, cái này thì em có một cặp về bà con mình có thể trồng sen nuôi cá vẫn được, hoặc mình làm cái chậu mình để trưng bày cũng được nha bà con. Hàng này hàng xưa của tàu. Em giao lưu với giá bà con mình một cặp này là 12 triệu. Đó, 12 triệu đồng một đôi luôn nha. Hàng lầm tích về kiểm tra hàng bể vỡ nước mẻ hoàn về cho em yên tâm. Đó, một cái là 6 triệu. Và đến với mã số 6V này thì em có là một cặp đôn. Đó, một cặp đôn trống này là cũng là chất liệu của nó là gốm tàu luôn. Đó, vẽ chim hoa nha, tứ quý. Đó, vẽ kỹ thuật cao nha bà con, đậm đà nét mực nha. Với chiều cao này em đo lên tới 45, mặt cái đường kính là 28 thôi. Và hoành bụng như thế này là 111. Đó, mặt là mặt đồng tiền nè, vẽ kính luôn nha, khá là đẹp. Đó, hàng lành lặn không nứt bể chỗ nào, vuốt tay và vẽ tay. Đây bà con mình xem sơ qua nè, khá là đẹp nha, lành lặn liền lạc, không lỗi lầm. Đó, chôn đế đây. Đó, rất là già đồ sâu tuổi nha bà con. Cặp này giá em giao lưu cho bà con mình đó là 5,5 triệu nha, 5,5 triệu một đôi như thế này nè. Bên này cũng như thế, bên này thì đôn của nó bắt giác nè, nó đôn trống bắt giác nhưng mà vẽ tích rồng. Đó, xung quanh là những con rồng vẽ nhìn rất đẹp và hồn luôn. Kích thước thì nó cũng tương đối như nhau thôi. Đó, cái này thì chiều cao nó cũng là 44 nè, mặt đường kính là 27. Đó, cái hoành bụng này lên tới 108, mặt cũng là mặt đồng tiền nha. Mình dùng làm đôn kê ngồi, hoặc là mình ngồi hoặc mình kê đồ. Đó, vẽ tích rồng đậm đà luôn, bà con mình xem là khá là đẹp, lành lặn nha, không lỗi lầm. Chôn đế đây. Đó, vẽ tay 100%. Đó, hàng tàu xưa. Cặp này giá cũng có 5,5 triệu thôi một đôi. Đó, 5,5 triệu thôi nha. Đó, bao ship bao kiểm tra hàng. Và mã tiếp theo á, số 8. Số 8 là mà em có một cặp thống tàu nữa nha. Cặp này thì nói chung hàng này thì hàng cũ thôi nha.
Nói chung không phải hàng cổ ngày xưa. Cái nào xưa lâu năm thì em sẽ báo tính cho bà con mình, cứ yên tâm. Còn nào hàng gần, hàng cũ gần đây thì 20-30 năm trở lại á, thì bà con của mình xem và tham khảo nha. Đó, đây là một cặp thống khoảng cũng có chừng 20-30 năm trở lại thôi. Đó, vẽ rất là đẹp. Chiều cao này á, là em đo 25, mặt đường kính phủ bì là 41. Cái tích này vẽ là tùng đình nha. Đó, tích người nữa nè. Đó, rất là nhiều người luôn. Bà con mình xem khá là đẹp, lành lặn liền lạc hết. Đó, mọc là đây này là 4 chữ tàu nữa nè. Đây. Đó, không có lỗi lầm chỗ nào chôn đế đây bà con mình xem. Làm tích hết nha. Một đôi này giá em giao lưu với bà con của mình là chỉ có 3 triệu thôi. Là một cái là chỉ có 1 triệu rưỡi thôi nha bà con. Đó, một cái là chỉ có 1 triệu rưỡi thôi nha. Một cặp là 3 triệu, bao phụ ship cho bà con mình luôn. Bên ngoài nó lớn lắm nha. Mình nhìn thấy màn hình nó hạn chế cho mấy cái thống bên ngoài nó to lắm. Còn cái cặp này là thích người nè nha. Đó, khá là đẹp luôn, nó cũng khoảng tuổi đời nó cũng khoảng 2-3 năm đổ về. Đó, mình gọi tạm gọi là hàng cũ. Cái này thì chiều cao thì em đo 25. Mặt đường kính là 42 phủ bì, hoa văn vẽ nhìn rất là đẹp. Đó, bà con mình xem nha, lành lặn liền lạc hết, không nứt mẻ tóc gió chỗ nào. Đây. Đó, bên đây vẽ nè, con mình xem những cái tích người, những vị quan á, chôn đế này nha. Đó, cái này thì nó bị còn đống bụi bặm cũ thôi, chứ mà chưa có vệ sinh lại nha bà con. Đó, được cái làm tích hết, không có lỗi chỗ nào nha, mình về mình trồng cây hoa kiển thôi nó cũng rất vẫn là rẻ. Đó, hàng này nói chung thì em bao rẻ bà con mình luôn, vì cái giá này nói chung là em sưu tầm được giá mềm đó nha. Đó, 3 triệu một cặp, một cái là 1 triệu rưỡi. Bà con mình lấy một cái lẻ em vẫn giao lưu luôn nha. Đó, một cái là 1 triệu rưỡi, một cặp là 3 triệu. Và mã số 10 em có một cái chắp vuông, chất liệu nó là gỗ chắc được bọc đồng thứ diện. Chắp này là chắp Việt mình nha bà con. Nhìn rất đẹp và sang nha. Về mình đựng nữ trang mỹ phẩm á, ngọc ngà vàng bạc đá quý gì vô thì nhìn rất đẹp và sang. Chiều cao cái hộp này á, là em đo lên tới 15, tổng chiều dài 26, chiều ngang 16 nha. Trên là cẳng nè, chim hoa, chim chỉ, hoa phù dung. Xung quanh cẳng tứ diện. Đó, cẳng này là cẳng thân gỗ xưa nữa nè, ngà và ốc bảy màu. Đó, móc đồng nhìn rất là đẹp nha. Đó, đây. Và nó lại là gỗ chắc nữa nha bà con. Đó, văn gỗ xới gỗ tự nhiên nha. Đó. Đây, làm tích hết không có lỗi. À, nó hai ngăn hai phía luôn. Cái này nguyên định nguyên hộp này nữ trang vàng bạc này đá quý thì rất là đẹp luôn đó nha. Em giao lưu với bà con mình chiếc hộp này có giá là 3 triệu 8 nha. 3 triệu 800 ngàn. Mã tiếp theo số 11W. Em có một cái khay nữa nè, cái khay trà này là gỗ chắc nguyên khối. À, đặc biệt giá trị của nó gỗ chắc nhưng mà nó không phải hàng đắp giá đắp ghép nha, đoạn liền khối nè, miếng gỗ giữa liền tấm nữa nha. Nên hàng thì bà con mình xem và mình thể cảm nhận giá trị. Chiều cao này em đo 5 phân, tổng chiều dài là 35, chiều sâu là 22. Đó, cái thành này nó dày cũng khoảng 1 phân rưỡi. Nè, mặt gỗ sau lưng nè. Đó, mộc mạc nha bà con, khá là đẹp, nguyên tấm nguyên khối nha. Đó. Cái khay này giá giao lưu 2 triệu 8 nha, 2 triệu 800 ngàn nha. Về kiểm tra đúng gỗ chắc bà con mình nhận nha. Và mã tiếp theo á, thì em có bộ tranh 4 tấm. Bộ tranh này nói về cái tích là Thập Bát La Hán nha, nói về 18 vị La Hán trong truyền thuyết nè. Gốm sứ Tàu, hàng vẽ tay, khung gỗ Tàu chắc chắn nha. Chiều cao mỗi tấm em đo 29. Tổng cái chiều dài này của nó là 65. Đó. Độ dày tranh này thì khoảng 2 phân thôi. Đó, vẽ những cái vị La Hán nhìn rất là đẹp đó bà con mình quan hỷ. Đó, hàng long phục hổ nè, những cái vị đều có những cái tích cái tên khác nhau hết nha bà con mình. Nếu mà nghiên cứu am hiểu gì mình có thể lên Google mình sạp mình bấm vào nói về những cái 18 vị La Hán này. Bộ này em giao lưu giá chỉ có 1,2 triệu thôi mà 4 tấm ở 1,2 triệu. Còn bên đây á, mã số 13 là 4 tấm tranh nữa nè, nói về tích quê hương. Tranh này á, là tranh người ta sơn mài và khảm là chai nha bà con, hàng xưa ngày xưa mình hư xài á. Cái tích là Ngưu Tiều canh mục nha. Cái chiều cao mỗi tấm thì em đo là 49. Chiều ngang 4 tấm luôn là nó 76 nha bà con. Hàng này nói chung hàng xưa nhưng mà được cái nó lòng. Đó, nó bị chị chày lông mèo sơ chút đỉnh thôi. Nói chung hàng này rất là lâu năm rồi. Thì đương nhiên nó bị mình cái phần tác động về cái thời gian bên ngoài thì đương nhiên nha. Đó, nhưng mà nó không ảnh hưởng về giá trị của nó. Vì sao? Dán gỗ nó còn lành tích nè, không đắp giá đắp ghép nha. Đó. Em giao lưu cái bộ tranh 4 tấm này giá 1 triệu rưỡi thôi nha, 1,5 triệu đồng. Hàng bên em thì cứ về kiểm tra hàng và test hàng thoải mái. Và đến với mã số 14 á, một cái bộ bàn cờ gỗ hương. Cái bộ bàn cờ này thì người ta đóng nguyên cái hộp luôn. Đó, là thạch khảm trên mặt bàn cờ nè, rất là đẹp. Hàng này về chơi rất là bền, nhìn rất là sang luôn cho bà con mình đam mê cờ tướng nha. Chiều dày cái hộp này là 8 phân, chiều dài là 60 và chiều ngang là 54. Đó, khá là đẹp. Hai bên hai cái hộp tủ đựng là 32 quân cờ đầy đủ hết, bên quân xanh quân đỏ. Ở quân cờ này là bằng gỗ chắc nha. Ở đặc biệt những cái quân cờ là bằng gỗ chắc nè.
mỗi quân cờ đường kính của nó em đo 3,5 phân, độ dày nó khoảng 1,5 phân nha. Đó, gỗ chắc Việt mình người ta chạm đục ra thành 32 quân cờ đầy đủ hết, về cho bà con mình xách đi giao lưu nha. Cái bộ này em giao lưu cho bà con mình là 3,8 triệu nha, 3,8 triệu đồng. Gỗ này là gỗ Hương Việt nha bà con. Mã số 15 á là em có một bộ lư, một bộ lư chế bằng xưa nha. Đồng này nói chung rất là lâu năm rồi. Tuổi đời nó thì em ước tính nó không dưới là 70-80 năm đâu. Bà con mình xem lăng nhỏ nè. Mấy cái hàng chung này thì nói chung bây giờ rất là ít người ta mà sưu tầm, ít người làm ra lắm, thường có rất hạn chế. Chiều cao của đỉnh lư em đo là 32, chiều ngang lư là 24, đèn chiều cao là 30 nha. Bên trong rất là dày, không xi măng ba giới luôn, vì đồng này người ta có ít có chà đánh bóng nhiều. Đó, cho nên đồng nó còn rất là dày, không có mỏng nha. Ở những cái hàng người ta chà hàng năm hoài thì đồng nó sẽ mỏng. Còn cái này bà con mình xem là còn khá là dày, sạch sẽ. Về mình đánh bóng lên nữa thì màu đồng thì em bao đẹp luôn nha. Bộ lư này giá vô luôn là 3 triệu nha bà con, 3 triệu đồng nha. Khá là đẹp luôn, mình nhìn như thế chứ nó rất là cổ kính, về bà con mình chà đánh bóng lên nữa thì khá đẹp. Mã số 16 thì em có một cặp châu kim đồng ngọc nữ nha. Đó, bà con mình xem khá là đẹp. Đây, cởi trên lưng châu nè. Đó. Đây, chất liệu bằng đồng cũ luôn. Chiều cao này em đo tổng 20, chiều dài của mỗi chú châu là 26. Hàng làm tích hết cha. Đó, một chống một máy. Bà con mình về chà đánh bóng vệ sinh, không mình để nguyên thủy nguyên kim cũ xưa như thế này, không mình đánh bóng lên màu đồng vàng thì em bao đẹp. Cái này giá em giao lưu bà con mình là 2,4 triệu một cặp này nha, 2,4 triệu đồng thôi nha. Tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đầu xưa Lê Nguyên chân thành và cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh nha. Bà con mình nhớ bấm clip để nhận những mới mỗi ngày, để bấm đăng ký để nhận những clip mới mỗi ngày bên em. Thì clip kế tiếp thì em cũng có một số bàn ghế to để lên giao lưu và giới thiệu bà con mình. Cuối clip thì em cũng xin mến chúc sức khỏe bà con mình nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại ạ.